Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô, chuyên các cái dòng xe giá rẻ, xe sang cho mọi nhà. Và ngay trước mặt các bác, hôm nay bên em Vũ Duy Ô Tô lại tiếp tục về cửa hàng cho các bác một mẫu xe 7 chỗ ngồi rộng rãi tiện lợi, dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc. Và đây là một chiếc xe rất là ngon luôn nhá, 7 chỗ ngồi nhưng mà động cơ nó chỉ có 1.5, mức tiêu thụ nhiên liệu rơi vào tầm khoảng 6,9 lít đối với đường trung bình và 5,9 lít đối với đường trường. Một mức tiêu thụ cực kỳ ấn tượng luôn. Tính ra thì các bác mất tỷ khoảng tầm 1.400 đồng đến 1.600 đồng trên 1 km. Và chiếc xe này cũng là một mẫu xe mà được rất nhiều người ưa chuộng vì kiểu dáng của nó thì khá là góc cạnh và được rất nhiều người đánh giá là thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Mitsubishi Pajero sản xuất năm 2020, đăng ký lần đầu năm 2021, mang biển số Hải Dương 34A45580. Xe này thì được cái là bác chủ có cái giữ gìn rất là cẩn thận. Đấy, sơn si tôn vỏ xe thì ngon lành cành đào. Đấy, form xe thì đẹp, rộng rãi tiện nghi bên trong. Và chiếc xe này thì được đã gắn cắn màn hình OLED xịn sò, có cam lùi, cam hành trình cho các bác đầy đủ sợi sò luôn nhá. Và xe thì chạy được có hơn 3 vạn thôi. Lốp thì vẫn còn nguyên cả dàn, chưa có thay gì cả. Và la răng của chiếc xe là la răng phay 5 chấu rất là xịn sò luôn. Dòng xe thương hiệu đến từ Nhật Bản, vừa đẹp, vừa sang, vừa khỏe, vừa chắc. Và cái dòng này thì nó tiết kiệm nhiên liệu. Nhiều bác thì chê bảo nó yếu, nhưng mà thực sự với các bác là với cái mức độ mà 7 người ngồi thì dòng này nó chỉ cần vậy thôi, không cần phải khỏe như những cái dòng Innova 2.0. Thì đương nhiên là mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe nó sẽ ít hơn. Và những chiếc xe như thế này thì đi gia đình thì cực kỳ tuyệt vời. Những gia đình nào đông người, đi khoảng 7-8 người, các bác đi con này thì quá ok luôn. Đấy, đăng kiểm, đăng ký còn dài, sơn si sạch sẽ. Và nói chung là tất cả các chức năng của xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Và các bác có thể để ý cho em là cái form đèn của xe cũng như là mặt catalan của cái dòng này thì quá gọi là thiết kế, được người ta đánh giá rất là cao luôn. Đấy, một chiếc xe ngon như thế này, đẹp như thế này nhưng mà lại rẻ hơn giá thị trường đến hơn 200 triệu đồng các bác nhá. Vâng, tội gì phải mua xe mới đâu. Các bác bỏ ra số tiền ít, các bác cứ dinh con này về, đi lại rất là yên tâm và an toàn. Và đây là một chiếc xe bản đủ số tự động các bác nhá. Vâng, bản đủ số tự động. Và cái dòng này cũng là dòng mà 2020 bán chạy ở thị trường Việt Nam gần như là nhất phân khúc luôn. Thế là thành ra những chiếc xe như thế này đi lại thì nói chung là không bị mất giá. Và rất là nhiều người đi, người ta đã kiểm nghiệm, kiểm chứng hết rồi. Các bác về là chỉ có việc đi thôi. Đấy, một chiếc xe rất là ngon này, 7 chỗ ngồi rộng rãi, một chiếc xe nhập khẩu ấy các bác nhá. Và chiếc xe này thì các bác có thể để ý cho em là biển số là 34A45580. Đấy, biển số này 8 nút luôn này. Và mặt catalan của nó thì thiết kế theo phong cách của form siêu nhân. Đấy, form rất là đẹp. Logo ngôi sao hình 3 cánh nha. Đấy, các bác nhìn nhá, rất là xịn sò luôn. Xi nhan được tích hợp bên phía dưới và mạ chrome sáng bóng luôn này. Đầy đủ, tích hợp đầy đủ nhá. Hệ thống đèn pha của chiếc xe thì vẫn là sử dụng đèn halogen nhưng mà ánh sáng hắt nhá. Có xi nhan tích hợp bên dưới và cái thiết kế đèn của chiếc xe này thì được rất nhiều người yêu luôn. Vâng, thời tiết hôm nay thì tương đối là khá là tối một chút nên các bác thực sự là thông cảm. Hệ thống đèn gầm của chiếc xe thì được đẩy sâu xuống phía dưới nhá. Và cái ánh sáng gầm này thì nó vẫn sử dụng bóng 35, thì khả năng tăng sáng của xe thì cũng tương đối là ok, không bị tối. Và cái xe này thì người ta không có độ chế nhiều, nó là gần như là để nguyên luôn. Thế nên là về đăng kiểm thì các bác không phải lo lắng nhá. Còn mạ chrome của xe thì xung quanh là bóng lộn rồi. Đấy, đồng sơn xe rất là đều đẹp, sạch sẽ và tôn này. Đấy, tôn vỏ rất là dày dặn và chắc chắn luôn nhá. Đấy, đăng kiểm của chiếc xe thì đến tháng 8 năm 2023. Và máy của con này động cơ 1.5 thì rất là êm, thực sự là quá êm luôn các bác ạ. Đấy, hệ thống đèn pha, lắc mà pha phía trên này, cũng như là lắc mí ở đây. Đấy, các bác nhìn nhá, thiết kế rất là đẹp. Đấy, bầu đèn thì căng đét luôn và không hề có lỗi lầm. Tất cả các cái phần khe của gân cabo, mép cabo này thì các bác nhìn ạ, vâng, nó không có lệch lạc. Và cái cabo xe là đã bảo bao zin cho các bác rồi nên các bác yên tâm nhá. Vâng, toàn bộ sơn sườn này. Đấy, tôn này nó mỏng nguyên và đây là sơn zin các bác nhá. Vâng, và lốp chiếc xe này đang sử dụng là lốp Briton 4 quả 2020. Và con này thì được sản xuất giữa năm. Đây là lốp 2020 này, lốp Briton này, dày này. Đấy, lốp rất dày luôn các bác nhá. Và chiếc xe này đang sử dụng dòng Ecopure lốp 2005-55 với la răng là 16 inch. La răng phay 16 inch này, rất là đẹp luôn. Và thiết kế của dòng Xpander cũng là một cái thiết kế mà được nhiều người yêu. Phần cua lốp của xe thì không có mục ngoặt nhé các bác nhá. Bao nhìn này, không hề mục ngoặt một tí nào luôn. Cua lốp gần như là sạch bóng luôn, sạch này. Đấy, không có lỗi lầm nhá, bát bèo giảm sóc còn nguyên. Và xe này thì bao zin toàn tập cho các bác rồi. Một mẫu xe đẹp và đương nhiên rồi, xe đẹp thì tiền nào của đấy thôi. Các bác sẽ phải bỏ một số tiền nhỉnh hơn một chút so với thị trường. Nhiều anh em người ta mua xe kém này. Đấy, tôn này,
người ta mông má lên và người ta bán bằng giá, nhưng mà đây là của em là báo bao chất bao chuẩn chỉ luôn các bác nhá. Các bác phát hiện ra lỗi là cho luôn con xe và chịu chi phí đi đường cho các bác luôn. Nói chung là nhiều bác là tưởng là bên em cũng rẽ vào những cái dòng xe như thế này thì các bác nghĩ bảo là kiểu gì nó có lỗi, nhưng mà thưa các bác là cái những cái con xe này thì bên em đã kiểm tra test hãng đến mấy lần rồi, nên là về chất lượng của xe thì các bác cứ yên tâm. Đấy, cái chỗ này còn chưa động chạm ốc cáp cờ lê một tí nào. Tapi sạch sẽ đẹp, căng đều này. Đấy, tapi này, vân này, các bác nhìn các cái quả vân này của nó là còn nguyên. Và đây cái vân này nó là vân nhựa nhá, rất sáng bóng luôn. Và kính điện của xe là hoạt động hoàn toàn bình thường. Một chiếc xe gọi là có thể là gọi là lướt được rồi. 7 chỗ ngồi rộng rãi với không gian bên trong cũng tương đối là rộng thoải mái nữa. Ghế da bên trong xe tông màu nội thất là màu đen. Đấy, màu đen sờ rất là mềm mịn luôn. Mà da sờ mềm mịn, ngồi da ngồi lâu là thoải mái nữa, không bị gò bó tức bí một tí nào. Và ghế thì ghế chỉnh cơ nhá. Toàn bộ sàn của chiếc xe thì được bác chủ cũ bác ấy làm lên sàn 6D. Đấy, có lót sàn xoắn này, có lót sàn 5D dưới này, và đặc biệt là dưới sàn da của nó thì vẫn còn gần như là mới tinh. Bàn đạp chân phanh chân ga của xe thì vẫn còn mới nha các bác nhá. Và xe là lăn bánh được 3,5 vạn còn nguyên. Đồng hồ chuẩn chỉ không hề có tua gì cả. Đấy, vô lăng khâu da của xe là còn cao cấp luôn này. Và chiếc xe này có cả tìm phím tích hợp ga tự động ở trên này nhá. Và bên này thì là có điều khiển âm thanh. Đấy, cài đặt giọng nói các thứ, tích hợp mà đàm thoại rảnh tay cũng như là túi khí an toàn. Còi con này thì tương đối là to các bác nhá. Một chiếc xe mà máy nó của con này là 1.5 lại có eco nữa cơ. Toàn bộ ốc này chưa động chạm này, ốc này chưa hề động chạm một tí nào luôn. Đấy, các bác nhìn này, toàn bộ ốc từ dưới cho lên trên nhá là chưa có động chạm một tí nào. Đấy, đồng sơn xe rất là sạch sẽ và không ốc không có động chạm. Đấy, tem nhãn là còn nguyên. Và đây các bác nhìn các cái tem, đấy nó chỉ bay theo thời gian thôi. Đấy, còn nguyên luôn đấy các bác nhá. Rất là sạch sẽ luôn, xe ngon cứng luôn và không có lỗi. Một chiếc xe đẹp như thế này mà bên em đang bán được mức giá rất là hời nhá. Các bác chỉ cần bỏ ra cái số tiền là 539 triệu đồng là các bác đã sở hữu ngay được chiếc xe này rồi. Đương nhiên là giá đó thì em sẽ vẫn có giảm bớt cho các bác một chút nhá, lọc lá cho các bác. Vâng, còn hàng ghế thứ hai thì tương đối là rộng rãi thoải mái này. Đấy, hàng ghế thứ hai đây. Ghế ngồi rất là chắc chắn, mềm. Đấy, da mềm, sàn đẹp sạch sẽ luôn. Đấy, cái ghế đằng trước em đang để ngửa hẳn ra rồi. Thế nên là đâm ra là cảm giác nó hơi bị thấp một chút nè. Đấy, các bác nhìn nào. Đấy, không gian bên trong này tương đối là rộng, đấy thoải mái nhá. Chân nỉ sạch sẽ luôn và điều hòa cửa gió vùng sau đầy đủ cho các bác này. Đấy, các bác nhìn nhá. Trần của con này thì đương nhiên là gần như là sạch hẳn rồi. Quá đẹp luôn, không hề có một tí bẩn bụi nào. Đấy. Còn hàng ghế thứ ba thì tao có thể là ra đằng sau này xem. Trước khi xem cái hàng ghế đấy thì đây lại quả lốp của nó này. Đấy, lốp zin cả dàn 2020 nhá. Dàn lốp này, đấy các bác nhìn lốp này. Đấy, rãnh lốp nó còn như mới luôn này. 3 vạn đây. Vừa thực sự là không ăn thua gì do mấy quả lốp này. Còn về phần cua lốp này đây. Đấy. Và các bác nhìn ạ, hơi bẩn một chút thôi, chỉ bụi bẩn thôi chứ còn không có mục rách gì nhá. Nguyên bản. Đấy, bụi bẩn thôi. Đấy. Còn đây tem định danh nhiên liệu này, 5,9 lít đối với đường trường và 6,9 lít đối với đường kết hợp. Đấy. Còn hệ thống đèn của chiếc xe thì phân riêng vùng ra. Đấy, đèn phân riêng vùng nhưng mà vẫn sử dụng bóng đèn đốt nhá. Thì các bác có thể nhìn cái thiết kế đèn này, nó ôm sát cái góc vuông của xe. Và cái thiết kế đèn này tương đối là đẹp. Đấy, sạch sẽ này. Đó. Vâng, toàn bộ sơn si tôn cản ở đằng sau này của xe thì gần như là zin. Và con này thì được mua tại Mitsubishi An Dân tại trên thủ đô Hà Nội các bác nhá. Đấy, mua ngay trên thủ đô luôn. Đấy, xe rất là đẹp luôn là. Và nói chung là tất cả đồng sơn xe hay là các cái khe mép này, các bác nhìn này, nó không có lạch lạc nhá. Và sơn là sơn zin. Đấy, sơn zin. Đấy, các bác cứ yên tâm là con này thì không phải nghĩ rồi. Đấy, sơn zin đẹp căng luôn. Kính là kính zin. Và xe thì đảm bảo cho các bác là không có đâm đụng nhá. Không đâm đụng, không va chạm đập nước. Phần cản dưới này các bác nhìn này, cản dưới này, các cái mắt cảm biến này, các cái mắt cảm biến phía dưới này các bác nhìn nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy, và toàn bộ này đồng sơn zin này, nên là cái này nó còn nguyên. Đấy, tất cả cái này còn nguyên chứ không có bai màu hai màu sơn này. Đấy, nó còn nguyên luôn. Kể cả các cái phần vân này, đấy, vân này chưa có động chạm một tí gì luôn các bác nhá. Vâng. Một chiếc xe rất là cứng cáp luôn, mang thương hiệu đến từ Nhật Bản, Mitsubishi, và được nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Đấy, hàng ghế thứ ba thì em đã hạ xuống rồi. Thì khi mà hạ xuống thì các bác có một cái khoảng không gian để đồ rất là rộng rãi tiện lợi. Chiều ngang này lên 1m4, chiều cao là gần 1m, và chiều sâu
từ đây vào trong là 1m4, các bác có thể để được rất nhiều hàng. Còn nếu các bác cần nữa thì các bác có thể hạ cái hàng ghế thứ hai xuống nhá. Các bác có thể chở được những cái quả đồ mà dài khoảng hơn 2m, 2m3, 2m4 là ok. Còn đồ nghề kích thước các thứ của xe thì cái khoang này, đây, cái này là để đồ. Còn cái đồ lốp liếc các thứ thì nó ở đây này. Đấy, tháo mở này, rồi kích nhé, các thứ nào nó nằm ở đây hết. Vâng, nói chung là cái xe này thì cũng được bố trí tương đối là tiện lợi. Đấy, tiện lợi cho mọi gia đình. Và hàng ghế sau thì có thể là gạt lên thì đây. Đấy, các bác thấy chưa? Vâng, cũng rất là thoải mái nhá, không bị gò bó bí một chi chút nào. Còn về phần cánh sau thì các bác nhìn này, chỉ cánh này. Đấy, chỉ cánh hay là ốc này là chưa ra nhá. Toàn bộ chỉ cánh là bao zin luôn. Bao zin đẹp cho các bác luôn. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, chỉ cánh là bao zin đẹp nét luôn này. Và không lỗi nhá. Đấy, tất cả các cái này, các cái ốc này của nó là chưa động chạm gì cả, còn nguyên bản luôn. Đấy, chất xe thì rất là cứng. Và chiếc xe này thì em đang bán giá rất là thơm. Đấy, 539 triệu đồng, rẻ hơn 200 triệu so với chiếc xe mới. Và những cái dòng xe mới thì nói thật các bác là giờ nói chung là ra khỏi cửa hàng đã mất rất nhiều tiền rồi. Mình mua những chiếc này thì xe như thế này ạ, thì gần như là cái khấu hao là mình không mất nhiều. Đấy, không mất nhiều nên thành ra là những chiếc xe này mình nói chung là về kinh tế là rất ok. Tự dưng không đâu mất hơn 100 triệu tiền thuế với tiền biển rồi các thứ linh tinh. Cái này thì các bác về là chỉ việc là nếu mà các bác ở tỉnh xa thì rút hồ sơ, còn các bác nào ở gần thì các bác có thể là cứ để nguyên biển, công chứng ủy quyền hoặc là ra tên là ok. Đấy, nó không mất đáng là bao nhiêu cả. Đấy, lốp dép thì dày và la răng đây, cua lốp đây các bác nhìn này. Đấy, cua lốp này không có mục mọt tí nào. Đấy, cua lốp đây rất là sạch sẽ và không hề mục mọt nhá. Tôn sườn này, toàn bộ tôn này này. Đấy, xe này là không có dán chống ồn, sơn này là sơn zin. Đấy, nên là tôn vỏ của nó là nguyên bản luôn. Một chiếc xe màu bạc đẹp. Đấy, và rất là luột là luôn, dành cho những ai yêu thích những chiếc xe tuyệt vời mang màu bạc đẹp đặc trưng. Đấy, cửa đóng mở rất là chắc chắn luôn. Con này thì toàn bộ ốc cánh cửa là chưa có động chạm nên là nó giấu má nó còn nguyên. Đấy, keo chỉ là bao zin đẹp cho các bác rồi. Đấy, các bác nào mà yêu thích những chiếc xe ngon thì đây là một chiếc xe ok cho các bác này. Đấy, các cái ốc này là cũng chưa động này, chưa động này, còn nguyên dấu mà này, dấu của nhà sản xuất đấy ạ. Vâng, ốc còn nguyên đánh dấu này, dấu đỏ sơn đỏ chót luôn nhé các bác nhá. Đấy, toàn bộ đây. Còn hàng ghế thì đây các bác nhá, da này chắc chắn này, rộng rãi tiện lợi và mặt táp lô xe thì đẹp căng luôn. Đấy, túi khí an toàn này. Đấy, đầy đủ luôn nhá, và táp lô xe thì gần như là mới tinh. Đấy, màn hình OLED xịn sò. Đấy, máy thì đang nổ. À, thực sự là như em đứng ở đây tầm này là em không nghe tiếng máy luôn. Máy quá êm luôn. Và động cơ máy của chiếc xe là 1.5, ăn xăng rơi vào tầm khoảng 6,5 lít 6,9 lít đối với đường trung bình. Đấy, một mức tiêu thụ rất là ok. Đấy, đồng hồ hiển thị là không có lỗi lầm nhá. Gạt mưa gạt kính là hoạt động hoàn toàn bình thường. Xem nào, em này gạt kính sau này. Đấy, gạt kính sau cũng đầy đủ nhá. Đấy, màn hình này, định vị này, các thứ là có hết. Và chiếc xe này thì có điều hòa cơ thôi. Đấy, điều hòa cơ vùng trước và vùng đằng sau thì ngay ở trên này này, ngay ở đằng sau này thôi. Đấy, thế còn tay cần số thì của xe thì gần như là mới. Đấy, các bác nhìn này, gần như mới tinh luôn. Tay phanh thì mới tinh hẳn rồi. Đấy, và các cái phần ốp vân này, ốp vân này. Đấy, nó sáng bóng luôn. Đây là vân kim loại nhá, rất đẹp. Đấy, khóa khiển thông minh này. Đấy, khóa khiển thông minh. Đấy, có mở cửa cho các bác luôn. Và những chiếc xe như thế này thì bên em thi thoảng mới về được con thôi. Gương kính cụp này, có hết nhá. Đấy, hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, gương kính cụp. Thi thoảng bên nhà em mới về được một chiếc như thế này. Đợt này thì Mitsubishi Pajero nhà em có hai con. Một con trắng màu số sàn và một con xám này thì là số màu bạc này. Thì là số tự động các bác nhá. Động cơ máy của chiếc xe là 1.5, máy VDEC. Cái công nghệ mới và cái máy này thì nó cũng tương đối là tiết kiệm nhiên liệu. Với cái mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe là nó rơi vào tầm khoảng 6,9 lít trên 100 cây. Đấy, động cơ máy khô ráo nhẹ nhàng êm ái. Sạch sẽ, máy 1.5 nhỏ nhắn xinh xắn như những cái dòng xe của dòng xe sedan hạng nhỏ. Đấy, các bác nhìn này, không có tí hơi thừa nào luôn nhá. Đấy, máy khô ráo không hề có tí hơi thừa nào. Đấy, và cái dòng này thì nói chung là chạy thì rất là lành. Đấy, công nghệ máy mới chạy rất là lành. Ốc zin từng con chưa có động chạm gì cả. Đấy, máy số là zin nhá, máy không có động chạm, nguyên bản luôn. Ốc zin từng con này, kể cả các cái phần này này, nó còn nguyên đây này. Đấy, các bác nhìn nhá, của đây là cụm ABS này, phanh khẩn ABS đấy, bơm dầu phanh nhá.
Đấy, rất là êm mượt luôn. Và chiếc xe này thì rất là hay, đó là sử dụng hệ thống lái điện. Đấy, lái rất nhẹ nhàng và trơn tru. Ắc quy thì hơi nhỏ một chút. Cái dòng này nó chỉ cần thế này thôi, vì là đề nổ cái dòng động cơ 1.5 thì nó cũng chỉ cần cái ắc quy nhỏ nhắn xinh xắn này thôi. Thế còn tất cả các cái ốc đầu này hay là các cái ốc này là còn nguyên. Tai đèn là không có vá víu gì cả, nguyên bản nhá. Đấy, tai đèn đây, em sẽ đi một vòng nha các bác. Đấy, các cái tai mép đèn này. Đấy, nó còn nguyên bản luôn. Không có động chạm gì. Đấy, các bác nhìn nhá. Đấy, toàn bộ những cái con ốc này nguyên này, dấu này. Và chất xe thì chiếc xe này cũng là một chiếc xe cực kỳ cứng luôn. Đấy, gần như là không có lỗi tuyệt đối luôn. Ốc là chưa có tháo mở một chút nào. Và bao zin toàn tập cho các bác nhá. Đấy, từ máy số này, thân vỏ này, keo chỉ gầm mẹ là của xe là ok luôn. Đấy, tem nhãn là còn nguyên. Và các cái lỗ ốc này của xe là tròn đều. Đấy, mép này, đấy, các bác nhìn này, mép cabo này. Đấy, mép cabo đây. Đấy, còn nguyên luôn. Vâng, và chất máy của xe thì tương đối khá là êm lành. Dòng này thì nó ăn xăng ít và khá là tiết kiệm nhiên liệu. Đây các bác nhìn này, máy khô đét luôn. Khô sạch luôn đấy ạ, chỉ có bám bụi bẩn thôi, còn đâu là không có lỗi lầm gì. Đấy, các bác mua những cái dòng này thì quá yên tâm rồi còn gì nữa. Vâng. Và bên em thì nói chung là tiền nào của đấy thôi. Mình cứ mua con xe như thế này thì đương nhiên là giá nó hơi nhỉnh một chút. Nhưng mà các bác sẽ có một chiếc xe rất là yên tâm. Từ chất lượng cho đến giá cả cũng rất là thoải mái nhá. Và bên em bán thì có cam kết bảo hành đảm bảo cho các bác đầy đủ luôn. Đấy, gầm này, gầm đẹp căng luôn. Và không hề có lỗi nhá. Đấy, các bác nhìn nào. Vâng, dòng này thì nói chung là đấy, lốp sơ cua này còn chưa hề hạ này. Đấy, lốp sơ cua còn nguyên, chưa hạ luôn. Đấy, các bác cứ nhìn gầm này, cho các bác nhìn gầm thoải mái luôn nhá. Đấy, xe đẹp đây, gầm nó chắc chắn như này mà. Đấy, gầm mẹ đẹp luôn. Và không hề có lỗi lầm. Và các bác nào mà yêu thích cái dòng Mitsubishi Panda này thì alo ngay cho em nhá. Các bác, đấy, xe nó rất là đẹp và tất cả các chức năng của xe này hoạt động hoàn toàn bình thường. Một mẫu xe lướt và chiếc xe này thì em đang bán giá là 539 triệu đồng. Có thương lượng cho các bác một chút. Và rất vui khi được các bác yêu những chiếc xe như thế này. Mua về đi lại gia đình cực kỳ tuyệt vời. Rộng rãi, tiện nghi, đấy, an toàn. Và mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Mà giá này thực sự là các bác là quá thơm luôn. Vâng, cảm ơn các bác nhé. Và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo với Vũ Duy Ô Tô, chuyên các cái dòng xe giá rẻ cho mọi nhà. Xin chào tạm biệt.